Cha đã lên rồi nè. Hôm nay Ngân có một cái góc quay rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn. Thường ngày nếu như trong một cái studio thì người ta sẽ có một cái ánh đèn để mà chiếu vào và cái người MC hoặc là người diễn thuyết, người quay phim gì đó, diễn viên gì đó, người ta sẽ sáng lên đúng không? Nhưng ngày hôm nay Ngân có một cái ánh sáng rất là tuyệt vời luôn. Các bạn thấy cái ánh mặt trời đang chiếu không? Rất là đẹp ha, cái góc quay này rất là đẹp. Và sau lưng Ngân có một cái máy xay gió đó các anh chị. Wow, làm cho khung cảnh hôm nay rất là sinh động nha. Hôm nay là Tết Covid mùng mấy các anh chị? Hôm nay là mùng 9. Hôm nay Ngân sẽ nói cho các bạn nghe về một cái topic, đó là khi mà các bạn làm một cái công việc gì đó, nếu như các bạn gặp khó khăn, nếu như các bạn gặp những cái trở ngại trong cuộc sống, và nếu như các bạn chán nản và thậm chí muốn bỏ cuộc, thì các bạn hãy nhớ lại lý do mà chúng ta bắt đầu. Thì tất cả mọi khó khăn mà các bạn đang gặp phải đều không là vấn đề. Vậy thì các bạn có cho mình một mục tiêu để mà phấn đấu chưa? Và các bạn đã tìm ra được lý do mà mình làm cái công việc mà mình đang làm hay chưa? Thì các bạn sẽ không bao giờ có khó khăn. Vậy thì ngày hôm nay Ngân sẽ nói về cái khó khăn khi mà Ngân làm về YouTube và làm những cái đoạn video clip ngắn như thế này. Thì các bạn nghĩ Ngân có gặp khó khăn hay không? Các bạn nghĩ thử xem. Chắc chắn với các bạn rồi, Ngân đã nói rất là nhiều lần là các bạn làm bất cứ cái công việc gì cũng sẽ có khó khăn. Các bạn quét rác ở ngoài đường, các bạn cũng có áp lực và các bạn cũng có khó khăn. Vậy thì khi làm cách nào để mà vượt qua cái khó khăn đó? Khi các bạn đam mê cái gì đó, các bạn phải làm cái công việc đó đến cùng. Một khi các bạn đã không làm thì các bạn bỏ ngay từ ban đầu đi. Các bạn đang làm cái công việc của các bạn đấy thì các bạn đừng làm nữa. Còn nếu như các bạn làm thì các bạn phải làm cho đến cùng và làm cho ra trò nha. Vậy thì Ngân đã lỡ leo lên rồi, dù cho Ngân có chán nản đi nữa, Ngân cũng phải làm cho đến cùng. Các bạn biết không, cái cách làm sao để mà chúng ta đam mê cái công việc đó và các bạn sẽ có một cái động lực để mà làm, đó là các bạn phải vẽ được một cái bức tranh. Các bạn phải vẽ được một bức tranh ở trong đầu của mình đây nè, và một cách chi tiết rõ ràng nhất cái bức tranh đó. Ngân có học một cái lớp NLP Master thì thầy của Ngân có dạy rằng một người bình thường có thể làm một cái công việc hoặc là 1 đến 5 cái công việc cùng một lúc. Nhưng đó là ý thức các bạn, có nghĩa là nó là phần trên của não bộ thôi, đó là phần ý thức ha. Còn cái phần nằm ở bên dưới á, đó là phần tiềm thức, có nghĩa là cái trí nhớ của mình từ hồi xưa, xa xưa đến bây giờ, nó nằm ở phần tiềm thức. Thậm chí cái loại trí nhớ đó là nó nằm ở trong não của mình trước khi mà mình sanh ra nữa kìa. Vậy thì làm cách nào để mà có thể giao thoa kết hợp để các bạn có thể sử dụng được tiềm thức và sử dụng được ý thức cùng một lúc, thì các bạn sẽ thấy rõ cái bức tranh của mình, thấy rất là rõ cái bức tranh đó. Mà các bạn phải lưu ý là nó đang có một cái đường ngăn cách nha. Vậy thì mình phải tìm hiểu làm sao để xóa bỏ cái đường ngăn cách đó. Thì chúng ta mới, khi mà các bạn xóa bỏ được cái đường ngăn cách đó, thì các bạn sẽ có được cái một cái tri thức
khi mà các bạn nhìn nhận một cái vấn đề mà các bạn bắt đầu, thì nó có cách, nó có phương pháp các anh chị. Và cái lớp NLP đó đã khai sáng ra được cho Ngân biết được cái cách làm sao để mà mình có thể rút cái sợi dây đó ra. Thì nó có 10 cách, và nó có những cái đám mây che mà chúng ta không thể nào với tới được, và chúng ta không thể nào rút cái sợi dây đó ra được. Vậy thì những video clip sau, Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn điều đó. Các bạn hãy chờ xem những video clip đó nha. Và bây giờ Ngân sẽ cho các bạn cái cách làm sao để các bạn vẽ được cái bức tranh ở trong đầu của mình khi mà các bạn bắt đầu một cái công việc gì đó. Có hai cách nha các anh chị, có hai cách. Cách thứ nhất đó là các anh chị phải nghĩ đến, có nghĩa là các bạn phải nghĩ đến những cái gì mà các bạn đã trải qua trong quá khứ. Các bạn hãy nhớ lại, các bạn hãy nhớ lại những cái gì các bạn đã trải qua trong quá khứ, và cái điều gì làm cho bạn đau khổ nhất, cái điều gì làm cho bạn rơi nước mắt, cái điều gì làm cho tim của bạn nhói lên, thì bạn hãy khắc sâu vào trong não của mình hình ảnh đó, và nói với bản thân của mình không để cái hình ảnh đó lặp lại một lần nữa. Và cuộc đời của bạn không bao giờ muốn cái điều đó lại một lần nữa. Đó là cái cách thứ nhất. Cái đó sẽ cho các bạn một cái động lực rất là mạnh mẽ để mà các bạn bắt đầu một cái công việc nào đó. Cách thứ hai là các bạn hãy tưởng tượng, các bạn hãy tưởng tượng ra cho mình một bức tranh, một hình ảnh mà khi các bạn đạt được, các bạn sẽ được điều gì, các bạn sẽ có những cái gì mà các bạn mong muốn, và các bạn sẽ có một cái cuộc sống như các bạn hằng ao ước. Các bạn hãy vẽ ra cho Ngân hai bức tranh đó trong đầu của mình, thì các bạn sẽ có một cái nội lực rất là mạnh mẽ khi mà các bạn bắt đầu làm một cái công việc gì đó, bất cứ cái công việc gì. Và để làm được hai cái điều đó thì các bạn phải có những cái nguyên tắc, những cái phương pháp. Các bạn hãy đợi những video clip sau của Ngân. Ngân sẽ chia sẻ từng phần một những cái cách làm sao mà chúng ta vẽ được cái bức tranh đó. Và ngày hôm nay Ngân cho các bạn một cái thông điệp, và các bạn hãy thực tập, và các bạn hãy làm cái điều đó trên chính cái con người của mình, thì các bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Các bạn có nghĩ rằng làm YouTube có dễ không ạ? Làm YouTube rất là khó khăn các anh chị. Để có một cái đoạn video clip dài 5 phút, Ngân phải tập luyện và phải quay đi quay lại, quay đi quay lại để làm được một cái đoạn video clip 5 phút cho các anh chị. Và mỗi một ngày Ngân đều suy nghĩ ra một cái ý tưởng mới, một cái gì đó mới lạ để mà các anh chị xem không có nhàm chán. Và mỗi một ngày Ngân tìm một cái góc quay mới, một cái ý tưởng mới để mà cho các anh chị có những cái điều mới lạ khi mà các anh chị xem qua clip của Ngân. Vậy thì nó có tốn thời gian không ạ? Vậy thì nó có gọi là đầu tư công sức không ạ? Ngân rất là trân trọng các anh chị, Ngân rất là thành tâm, bởi vì những cái điều này mà Ngân học được từ những người thầy của mình, Ngân mất rất là nhiều thời gian, Ngân mất rất là nhiều tiền bạc, nhưng Ngân chia sẻ cho các anh chị hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó là một bài học vô giá, sẽ không bao giờ các anh chị có thể học được những cái điều vô giá như thế này đâu. Ngân sẽ nói cho các bạn nghe về lý do mà Ngân bắt đầu. Khi mà Ngân bắt đầu, bởi vì Ngân cảm thấy nó vui mà thôi.
Nhưng sau đó khi mà Ngân làm, Ngân bắt tay vào làm thì Ngân cảm thấy là hình như cái công việc này nó rất là phù hợp với mình. Và mỗi một ngày khi Ngân làm YouTube như thế này thì Ngân nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các anh chị gửi ở phần comment hoặc là ở phần inbox. Các anh chị nói về những cái khó khăn của mình, nói về những cái hoàn cảnh của mình, nói và tâm sự với Ngân về cuộc sống của các anh chị. Ngân rất là cảm động, Ngân rất là cảm động luôn. Và Ngân ước gì Ngân có thể giúp được các anh chị nhiều hơn như thế. Các anh chị có biết không, có những cái hoàn cảnh chị ấy nói với Ngân là chị muốn tự vẫn, chị cảm thấy là cuộc sống này không có ý nghĩa gì nữa. Có những cái trường hợp như là cuộc sống của chị rất là đau khổ Ngân à, và không có ai tâm sự với chị cả. Hoặc là em đang bị dương tính với lại nCoV. Mỗi một ngày em đều xem video clip của chị và em cảm thấy có rất là nhiều năng lượng để mà em chiến đấu với bệnh tật. Các bạn có thấy là những cái hoàn cảnh như vậy có đáng để làm không? Có nghĩa là khi mà các anh chị làm một công việc gì, các anh chị hãy hỏi mình có đáng để làm hay không. Ngân làm những cái video clip rất là đơn giản thôi các anh chị à. Ngân làm rất là đơn giản, Ngân cho các anh chị thấy được những cái cảnh đẹp của bầu trời, Ngân cho các anh chị thấy được cảnh đẹp của mặt trời vào buổi sáng sớm, và Ngân cho các anh chị thấy được cái cảnh chim đang bay trên bầu trời, và Ngân cho các anh chị thấy được hoa bắt đầu nở, và các anh chị nghe được tiếng chim đang hót. Điều đó rất là đơn giản các anh chị. Các anh chị có bao giờ nghĩ rằng các anh chị có rất là nhiều tiền rồi các anh chị mới thực sự hạnh phúc? Nhưng các anh chị hãy suy nghĩ lại thử xem, những người có rất là nhiều tiền rồi, họ có thực sự hạnh phúc không? Không có tiền thì không có hạnh phúc, người ta nói như vậy. Nhưng khi có tiền rồi cũng chưa chắc hạnh phúc. Vậy thì con người của chúng ta sẽ đi tìm hạnh phúc là như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm cái sự hạnh phúc đó, nhưng mà đi tìm như thế nào, đi tìm ở đâu? Khi Ngân bắt đầu cái công việc này á, Ngân chỉ cảm thấy là Ngân được chia sẻ, Ngân cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng khi mà Ngân làm á, thì Ngân cảm thấy là nó bắt đầu phát triển. Và chính bản thân Ngân, khi mà Ngân thuyết trình, Ngân cũng cảm thấy là mình phát triển lên từng ngày. Vậy thì tại sao lại không bắt đầu? Vậy tại sao lại không làm? Làm để có ích cho mình và có ích cho xã hội, có ích cho những người, những cái hoàn cảnh mà họ đang cần mình. Tại sao bạn lại khuyên Ngân đừng làm nữa? Tại sao bạn lại khuyên Ngân hãy dừng lại đi? Có thể là bạn không cần đó, nhưng ở đâu đó trên thế giới này họ đang cần cái điều đó. Có thể là bạn mục tiêu của bạn là kiếm tiền, và các bạn muốn xem những video clip đó các bạn để kiếm tiền, thì có rất là nhiều YouTube, rất là nhiều video clip để kiếm tiền. Nhưng nếu như các bạn muốn xem một cái video clip mà các bạn cảm nhận được một cái sự tinh khôi nhất, tự nhiên nhất, và các bạn thấy được một cái gì đó ở trong cái cuộc sống này thật là đáng sống, thì các bạn hãy xem video clip của Ngân. Dù cho các bạn có rất là nhiều tiền hoặc là các bạn không có tiền, thì
các bạn cũng cảm thấy rất là thoải mái, rất là ấm áp. Và Ngân muốn trao cái nguồn năng lượng đó mỗi một ngày đến cho các anh chị và các bạn. Một cái nguồn năng lượng mà Ngân cảm nhận được mỗi một ngày rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ những điều rất là đơn giản các anh chị, không nhất thiết là có rất là nhiều tiền. Ok, Ngân đồng ý, có tiền các bạn sẽ hạnh phúc, có tiền thì các bạn sẽ chăm sóc tốt hơn và các bạn có những cái điều kiện hạnh phúc tốt hơn. Có nghĩa là nó có hai vấn đề ở đây. Các bạn cũng không thể nào mà cứ tận hưởng những cái giây phút đơn giản của cuộc sống an bình. Có nghĩa là nếu như các bạn đang có tiền thì các bạn phải trao dồi thêm cái kiến thức về một cái cuộc sống thanh bình là như thế nào, một cuộc sống đơn giản là như thế nào. Nhưng nếu như các bạn không có tiền thì các bạn phải tìm cách làm sao để mà mình vừa tận hưởng cuộc sống đơn giản mà mình phải có những cái điều kiện để mà có thể hạnh phúc trong cuộc sống của mình, có tiền để mua những cái mà mình thích, có tiền để có thể chăm sóc những người xung quanh của mình. Vậy thì hãy đón xem những video clip tiếp theo của Ngân nhé. Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một để mà các bạn làm được điều đó. Ngân chỉ là một người bình thường thôi các anh chị ạ. Ngân đã nói rất là nhiều lần, Ngân chỉ là một người bình thường. Nhưng Ngân biết được cái cách làm sao để có được cả hai. Có nghĩa là Ngân có thể cân bằng được. Ngân không cần phải quá giàu có và Ngân cũng không cần phải quá vui vẻ để mà tận hưởng cái cuộc sống này. Ngân cân bằng nó, Ngân cân bằng nó, Ngân cố gắng cân bằng nó. Cái đó mới là cái cách mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Làm sao để các bạn có thể vui mỗi ngày, các bạn có thể mua tất cả những gì mà mình thích, và các bạn có thể sống an vui, và các bạn có thể cười mỗi ngày, và mọi người rất là hạnh phúc khi ở bên bạn. Các bạn có muốn học điều đó hay không? Hãy nhớ, điều đó đến với các bạn một cách tự nhiên. Và Ngân đã trao cho các bạn một món quà vô giá. Vô giá, hãy nhớ trong đầu là không phải miễn phí mà là vô giá. Ngân sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Có một cái vị gọi là master luôn, có nghĩa là rất là thâm thúy, rất là thông thạo cả thiên văn, vũ trụ và địa lý. Và rất là nhiều người muốn đến đó để mà học tập. Có thể nói là một cái vị thiền sư, có nghĩa là cái người đã tu tập, một cái người mà đã có rất là nhiều trí tuệ. Thì sau khi mà ông ấy đã có rất là nhiều trí tuệ rồi, ông ấy đến một cái vùng quê để mà truyền những cái kiến thức của mình cho những cái người ở làng quê đó. Thì có rất là nhiều người ở trong làng đến để mà học hỏi cái kiến thức của ông. Thì có một cái gia đình nọ có hai mẹ con. Người mẹ thì thường đến để mà học tập. Sau một thời gian bà cảm thấy rất là hay và bà dẫn con gái của mình theo để mà đến đó học tập. Thì sau một thời gian, bởi vì sức khỏe cho nên bà đã ngừng lại. Bà đã vẫn nói với con gái mình, hãy đến đó để mà học tập đi con, con sẽ phát triển. Thì đi đến đó học một thời gian thì cô gái đấy có bầu. Cô ấy có bầu, có thai đấy các anh chị. Thì khi mà người mẹ biết được cái điều đó thì người mẹ mới rất là buồn bã, rất là đau khổ. Và bao nhiêu niềm tin đã đặt lên cái vị thầy đó, cảm thấy là
cảm thấy là thất vọng các anh chị. Có nghĩa là mình đặt niềm tin quá nhiều, có nghĩa là mình đặt niềm tin vào cái người đó rất là nhiều để mà người đó có thể giúp cuộc sống của mình, giúp cuộc sống của con mình. Thế nhưng bao nhiêu thứ sụp đổ. Vậy thì nếu như các bạn là cái bà mẹ đó thì các bạn sẽ làm gì? Như là một con người bình thường thì người ta sẽ hành động như bà ta mà thôi. Có nghĩa là bà ta sẽ đến cái chỗ mà cái vị thiền sư đó để mà mắng chửi thậm tệ và dùng những cái lời lẽ rất là ghê gớm để mà mắng chửi cái vị thiền sư đó. Tại sao là một cái người mà tu học, một cái người có nhiều kiến thức mà không lại có thể làm cái điều đó với con gái của tôi, và chửi rất là thậm tệ, và thậm chí đem cái điều đó nói hết cho những người dân ở trong làng biết luôn. Có nghĩa là rất là căm hận bởi vì một cái niềm tin bị sụp đổ các anh chị. Một niềm tin bị sụp đổ. Vậy thì để rèn luyện được cái niềm tin của các bạn không bao giờ sụp đổ thì các bạn đừng tin vào ai cả. Các bạn hãy tin vào chính bản thân của mình. Người ta chỉ có thể cho các bạn phương pháp mà thôi. Người ta không thể nào giúp các anh chị đứng dậy được. Chính các anh chị mới đứng dậy được trên cái câu chuyện, trên cái cuộc đời của anh chị mà thôi. Chẳng ai có thể giúp các anh chị được cả. Người ta chỉ cho các anh chị phương pháp. Ngân nhắc lại nha, người ta chỉ cho các anh chị phương pháp. Nhưng ý chí mạnh mẽ là ở mỗi người, hoàn cảnh sống là ở mỗi người. Các bạn hãy quay trở lại, suy nghĩ trở lại hai cái phương pháp mà Ngân đã cho các bạn ở đầu video clip, nếu như các bạn có xem đến đây. Tiếp tục câu chuyện nha. Có nghĩa là sau khi mắng chửi thì bà về nhà. Ê, trong thời gian mắng chửi thì vị thiền sư, các bạn nghĩ là vị thiền sư sẽ chửi lại như thế nào không? Nếu như theo mình thì mình sẽ chửi lại đó. Ê, sao tự nhiên đi chửi tôi? Nhưng nếu như các bạn rèn luyện được cái tính cách này thì các bạn là perfect. Vị thiền sư đó chỉ nói với cái người phụ nữ này hai chữ: thế à? Và sau khi mà về nhà thì một thời gian sau, người con gái đó sanh ra một đứa bé. Và bà nuôi cái đứa bé đó rất là cực khổ, và bà không có đồng ý điều đó. Bà đã đem đến cái vị thiền sư đó và bà thấy vô chùa và bà nói: đây, con của ông đấy, ông hãy nuôi đi, ông phải có trách nhiệm với nó. Thế là vị thiền sư ẵm đứa bé vào trong và vẫn đáp lại với cái người phụ nữ đó: thế à? Chỉ hai chữ thôi các anh chị, thế à? Và các anh chị có biết rằng vị thiền sư đó rất là cực khổ như thế nào để mà nuôi được một cái đứa bé như vậy không? Có nghĩa là vị thiền sư không có tiền các anh chị. Vị thiền sư ẵm đứa bé đó đi xuống núi và mỗi một ngày vị thiền sư đó xin sữa, xin thức ăn và xin quần áo để mà nuôi cái đứa bé đó lớn lên. Mỗi một ngày như vậy, vị thiền sư đó vẫn làm cái công việc đó. Và các anh chị biết rằng tất cả những người trong làng đều biết cái điều mà vị thiền sư làm, và người ta rất là chỉ trích, rất là ngày nào cũng mắng chửi, ngày nào cũng chỉ trích. Trời ơi, một người tu học nhưng mà bây giờ lại ôm một đứa con như vậy, rồi phải nuôi nó khôn lớn, rồi bao nhiêu kiến thức, rất là nhiều phán xét các anh chị. Thế nhưng vị thiền sư vẫn làm cái điều đó mỗi một ngày. Và đứa bé ấy lớn, một thời gian sau đứa bé đã khôn lớn các anh chị. Đứa bé đã khôn lớn và khoảng 4-5 tuổi gì đó.
khi mà đứa bé được 4 năm tuổi thì cái người mẹ mà đã sinh ra đứa bé đó rất là nhớ con. Mỗi một ngày cái niềm khao khát được gặp con và cái nỗi niềm ở trong lòng của mình khao khát được ôm đứa con của mình vào lòng. Và người mẹ đấy nói thực sự cho mẹ của mình biết rằng cái đứa con đó không phải là của vị thiền sư. Và cô ấy muốn nhận lại đứa con của mình trở về. Đứa con ấy thực sự là của một anh bán thịt ở ngoài chợ. Thì người mẹ này rất là đau khổ các anh chị. Bởi vì bà đã trách lầm. Có nghĩa là bà đã trách lầm cái vị thiền sư này. Bà đã buông những cái lời rất là khó nghe, rất là tội lỗi khi mà phán xét vị thiền sư. Và bà rất là đau khổ, một lần nữa rất là đau khổ khi mà phải nhận ra được rằng mình đã sai. Và bà đã đến gặp vị thiền sư. Bà nói hết tất cả và bà muốn sám hối. Bà dâng những cái lễ vật và tất cả mọi thứ cho vị thiền sư đó. Và bà muốn, một cái tâm niệm của bà là muốn nhận cái đứa bé ấy về, trở về. Thì theo như các bạn có trả đứa bé ấy không? Nếu như các bạn gặp bao nhiêu thứ và các bạn gặp những cái mà bà đã cho vị thiền sư như vậy, lúc này vị thiền sư cũng chỉ nói với bà hai chữ thế à. Và vị thiền sư đó đã giao đứa bé đấy cho bà để về chăm sóc và ở bên cạnh mẹ của nó. Qua câu chuyện này, các anh chị biết được một điều. Trong cuộc sống, nếu như nghịch cảnh đến, chúng ta hãy đón nhận. Nếu như tất cả mọi thứ đến, chúng ta hãy đón nhận. Bởi vì điều đó là một trong những tiến trình thành công trong cuộc sống của các anh chị mà các bạn phải trải qua. Trải qua điều đó mới thành công được. Thì các bạn hãy đón nhận nó đi. Và các bạn chỉ cho hai chữ thế à. Và các bạn luôn giữ một nụ cười ở trên môi. Ngân nghĩ rằng một cái câu chuyện rất là đơn giản thôi. Ngân kể có vẻ hơi lâu một chút xíu, nhưng mỗi một cái câu mà Ngân nói cho các bạn, Ngân muốn các bạn phải suy nghĩ về cái câu chuyện này để mà các anh chị cho chính bản thân mình một bài học khắc ghi ở trong não bộ của mình rằng không có gì là khó khăn cả. Đó là những thứ phải đến trong cuộc đời của các anh chị. Đó là những thứ bắt buộc các anh chị phải có nghị lực để vượt qua cái điều đó. Và hãy nhớ rằng điều mà các bạn cần nói chỉ là thế à và mỉm cười. Chúc các anh chị một ngày thật sự vui vẻ và thành công những cái ước mơ. Mỗi một ngày các anh chị sẽ thấy rõ những cái bức tranh về cái giấc mơ của mình, sẽ thấy rõ những cái mà mình cần phải làm để mà có một cuộc sống thực sự an nhàn, hạnh phúc và tận hưởng mỗi một giây phút. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các anh chị mùng 10 nha.